đóng góp tích cực vào việc bảo vệ nâng cao trí tuệ cho người Việt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Evoque ra đời giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não, giảm các biểu hiện do thiểu năng tuần hoàn não với các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, mất ngủ, chóng mặt, rối loạn tiền đình, hỗ trợ hạn chế các di chứng sau tai biến mạch máu não với các chất xuất từ thảo dược tự nhiên. Cái sản phẩm Evoque này nó gồm tới 16 thành phần. Thành phần trọng tâm của nó là cao lạc tiên, cao bạch quả và Naciti, đinh lăng. Đấy, là bốn thành phần chủ đạo. Thì tất cả những cái thành phần chủ đạo này cũng như các thành phần khác nó hỗ trợ vào thì nó có những cái tác dụng chính là như sau. Một là nó làm tăng cái tuần hoàn não lên, cho nên là não được tưới máu nhiều, đặc biệt là Ginkgo biloba. Đấy, cái thứ hai là nó nuôi dưỡng tế bào não, ví dụ như citicoline. Đấy, là nó nuôi dưỡng và bảo vệ tế bào não, làm an thần tế bào não, ví dụ như cao lạc tiên, cao đinh lăng. Đấy, thế rồi melatonin. Thế và một số hoạt chất khác thì nó có góp phần làm giảm mỡ máu, làm giảm mỡ xơ động mạch, cho nên là hạn chế được cái tắc nghẽn, hạn chế được các nguy cơ đột quỵ. Đấy, đặc biệt là vấn đề tai biến mạch máu não.